Mới đây tại Hà Nội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, Chính quyền Nhân dân tỉnh Vân Nam Trung Quốc và Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương tổ chức họp báo giới thiệu Hội chợ Kinh tế Thương mại Biên giới Trung Việt Hà Khẩu năm 2016. Hội chợ Kinh tế Thương mại Biên giới Trung Việt Hà Khẩu lần thứ 16 có chủ đề Thương mại và đầu tư hợp tác cùng có lợi. Theo kế hoạch, hội chợ sẽ diễn ra từ ngày 12 tháng 11 đến ngày 16 tháng 11 năm 2016 tại Trung tâm Thương mại Quốc tế Trung Quốc ASEAN, khu Bắc Sơn, huyện Hà Khẩu, Vân Nam, Trung Quốc. Hội chợ có quy mô 1.200 gian hàng, trong đó miễn phí 200 gian hàng cho các doanh nghiệp đơn vị ở phía Việt Nam tham gia. Các mặt hàng tham gia chủ yếu là hàng nông, thủy hải sản, máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu, sản phẩm điện, điện tử, điện lạnh, thủ công mỹ nghệ và các gian hàng triển lãm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch. Hội chợ Kinh tế Thương mại Biên giới Trung Việt do hai tỉnh Lào Cai Việt Nam và Vân Nam Trung Quốc luân phiên phối hợp tổ chức nhằm đẩy mạnh quan hệ giao lưu phát triển kinh tế thương mại và du lịch giữa tỉnh Lào Cai với tỉnh Vân Nam nói riêng và hai nước Việt Nam Trung Quốc nói chung.